Xin kính chào quý vị. Sau đây, mời quý vị theo dõi phần bình luận với tựa đề Nhìn sang các nước cộng sản anh em. Bài viết do JB Nguyễn Hữu Vinh biên soạn, Quang Trường trình bày. Kính thưa quý vị, trong mấy ngày nay, báo chí đưa tin về Cuba bị sập cả một hệ thống điện quốc gia. Cả một đất nước đã mất điện hoàn toàn mấy lần trong một ngày. Hơn chục triệu người của đảo quốc này đã chìm trong bóng tối và mọi hoạt động có sử dụng đến điện năng và hầu như là mọi hoạt động xã hội đều đã bị dừng lại. Các trường, các lớp học đều buộc phải nghỉ. Các loại máy móc từ chiếc quạt máy cho tới hệ thống tổng đài điện thoại, các công xưởng, cơ sở sản xuất đồng loạt ngừng việc và đình trệ sản xuất. Đèn giao thông tối om tại các ngã tư trên khắp Havana và hầu hết các hoạt động thương mại không thể tiến hành. Những hàng dài người xếp hàng tại các cửa hàng nhà nước trợ cấp, rồi hàng dãy dài người dân Cuba mua bánh mì và các mặt hàng quan trọng khác. Không phải tới bây giờ khi mà hệ thống điện sập nguồn toàn quốc thì điện đóm mới là một vấn đề ở tại Cuba, mà đây là một vấn đề lớn đối với là xã hội Cuba từ lâu. Các bản tin báo chí của nước ngoài cho biết đã có nhiều tuần mất điện, thường kéo dài 10 tới 20 giờ trên khắp hòn đảo mà chính phủ Cuba đổ lỗi cho cơ sở hạ tầng xuống cấp, tình trạng thiếu nhiên liệu và nhu cầu tăng cao. Các quan chức cho biết gió mạnh đã bắt đầu từ cơn bão Milton vào tuần trước cũng đã khiến cho việc vận chuyển nhiên liệu khan hiếm từ các tàu thuyền ngoài khơi trở nên khó khăn hơn. Hẳn nhiên, tất cả những khó khăn hiện nay của người Cuba phải chịu và đất nước xã hội Cuba đang đương đầu đều là do khách quan, do tình hình phức tạp và nhất là do Mỹ cấm vận. Chứ lãnh đạo của Cuba, nhất là đảng Cộng sản Cuba thì vẫn tài tình sáng suốt và đạo đức như thường. Đã từng có một thời ở tại Việt Nam đã coi xã hội Cuba là một thiên đường cộng sản. Cuba, đất nước xa xôi đối với lại Việt Nam về địa lý, cách xa nhau đến cả nửa vòng trái đất. Khoảng cách địa lý thì xa xôi vậy, nhưng mà hệ thống tuyên truyền của cả hai nước cộng sản này đã đổ ra biết bao nhiêu là công sức để tô vẽ cho cái gọi là tình anh em đồng chí giữa hai nước. Nguyễn Minh Triết, nguyên là Chủ tịch nước Việt Nam trong chuyến sang Hoa Kỳ để mà phân hóa nội bộ đế quốc Mỹ. Tiện thể vác theo mấy ngàn tấn gạo của dân ghé sang cho Cuba và chém gió rằng Việt Nam và Cuba như trời đất sinh ra, một anh ở tại phía Đông, một anh ở phía Tây. Cùng nhau gìn giữ hòa bình thế giới. Việt Nam thức thì Cuba ngủ, Cuba thức thì Việt Nam nghỉ. Màn biểu diễn này đã là một thành công điển hình cho Nguyễn Minh Triết trong vai diễn viên hề thời đại. Và đã có một thời thì người dân của Việt Nam lấy làm tự hào được bạn bè và mơ ước về một đất nước xa xôi nhưng đầy những sự tốt đẹp, giàu có và thịnh vượng, đó là Cuba. Thế rồi tròn 60 năm sau, người ta cứ tưởng cái thiên đường ấy ngày nay đã phát triển một cách vượt bậc, đến đâu ra ngoài vũ trụ này cũng nên. Thì trái lại, một thực tế khác hoàn toàn. Ngược với lại những lời ca từ báo đảng vẽ Cuba chỉ là một chiếc bánh vẽ thơm tho từ những năm ấy còn tồn tại. Báo chí của Việt Nam thi thoảng đưa ra về một Cuba là nơi đáng mơ ước của nhân loại. Thế nhưng cái mà bài báo không đưa ra đó là ngân sách quốc gia của Cuba là một con số rất nhỏ nhoi. Có nghĩa là tổng ngân sách quốc gia của Cuba 2023 chưa bằng 1/4 số tiền tham nhũng chỉ trong vụ án Vạn Thịnh Phát ở tại Việt Nam. Với nền kinh tế eo uột đó thì chẳng cần nói cũng đủ biết đời sống người dân Cuba ra sao. Và tới hôm nay, qua mạng Internet thì một Cuba khác đã hiện lên đầy đủ. Mạng Internet cho biết rằng, trái lại với những điều mà báo chí của đảng Cộng sản tuyên truyền hơn nửa thế kỷ này, thực tế Cuba hiện nay là một sự cùng quẫn và khắc nghiệt nhất có thể tồn tại đối với là đời sống của con người. Và đó là mức lương hiện nay ở Cuba chỉ một khoảng chừng 27 đô la trong một tháng. Lương hưu tại Cuba là khoảng 9,5 đô la một tháng. Và với số tiền này, người dân Cuba có thể mua được những gì theo thời giá hiện tại ở tại Cuba. Với đồng lương hiện nay, thì mỗi tháng tiền lương đủ mua 5 lít xăng, khi mà xăng ở Cuba mới tăng lên gấp 5 lần. Cách này mấy năm, khi mà ông Fidel Castro đã bị thiệt mạng, hình ảnh quân đội tang lễ quốc gia họ nhau để chiếc xe tang bị chết máy khi mà đưa thi hài của ông Fidel về quê là một hình ảnh đầy ấn tượng về thiên đường xã hội chủ nghĩa. Đã có nhiều người thắc mắc rằng cứ mỗi lần lãnh đạo đảng Việt Nam sang Cuba hoặc là cán bộ lãnh đạo Cuba đến Việt Nam thì lãnh đạo của đảng Việt Nam lại lôi hàng ngàn tấn gạo của dân đem ra cho Cuba.
Thế nhưng khi mà đọc được những con số này thì chính báo chí quốc doanh cho thấy rõ rằng cái màu mè, cái vỏ bọc bên ngoài đã bị lột bỏ, không còn xấu hổ. Thì có nghĩa là Cuba đang trong giai đoạn cùng cực của sự đói kém. Những thông tin về đời sống người dân, về tình hình kinh tế, chính trị xã hội của đất nước được mệnh danh là tiền đồn của phe xã hội chủ nghĩa ở Tây Bán Cầu là một điển hình của hệ thống chính trị tiến bộ nhất thế giới và có một sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Cuba đã làm cho người dân Việt Nam không chỉ giật mình mà còn phải nghi ngờ ngay cả những số liệu được đưa ra hiện nay bởi chính báo chí quốc doanh của Đảng Cộng sản Việt Nam hẳn hoi. Bởi nó không thể tin được người dân Cuba có thể tồn tại được trong những điều kiện như vậy ở thế kỷ 21 này. Thế nhưng đâu chỉ có Cuba, một đất nước khác là bạn bè, là đồng chí của Việt Nam cũng không hề kém cạnh, đó chính là Bắc Hàn. Ở đó, hàng triệu người dân chết đói hoặc là ăn cỏ rác để mà giành mọi sự xa hoa mà những tỷ phú trên thế giới không dám mơ ước cho cha con của nhà Kim Jong-un. Ở đó, ngày nay, Kim Jong-un đang đem con dân của mình sang Nga đưa ra chiến trường Ukraine để mà trao đổi lấy lương thực và công nghệ về nguyên tử. Ở đó, người dân lại cũng được sự lãnh đạo tài tình sáng suốt tuyệt đối của lãnh đạo Cộng sản. Và cũng tại đó, người dân cũng đói, cũng cùng khổ tương tự Cuba. Cả đất nước Cuba chìm vào màn đêm mênh mông đáng sợ, bí ẩn khi mà chỉ cách đó có 90 dặm qua eo biển là một Hoa Kỳ rực rỡ với đủ loại ánh sáng như thừa thải để mà sử dụng, để mà phung phí cho một xã hội tiêu thụ. Và điều đó được cho là tại Mỹ cấm vận. Cả đất nước Bắc Hàn chìm trong màn u tối bí ẩn, chỉ bởi mở cửa ra thì thiên hạ lại soi ra một đống rác ở đó. Trong khi nhìn về vầng sáng của phương Nam, một xã hội phồn vinh Nam Hàn đang là một sự đối chứng dữ dội. Nhìn lại thì Việt Nam cũng không khác mấy khi mà mọi nghị quyết, mọi khuyến nghị, đòi hỏi, tố cáo chế độ độc tài ở tại Việt Nam thì đều do các quốc gia và các tổ chức quốc tế chưa thể hiểu tình hình của Việt Nam. Nhìn vào các quốc gia bè bạc Việt Nam nói trên thì câu nói của cha ông ta rằng ngưu tầm ngưu, mã tầm mã đã được chứng minh rất sống động. Rằng tất cả đều có một nền tảng chung, một nền chính trị độc tài dựa trên một nền tảng tư tưởng bạo lực, dối trá và bất lực, phản động mang tên chủ nghĩa xã hội. Vậy mà mới đây, Tô Lâm lại mạnh mồm nói rằng quyết xây dựng Hà Nội thành một thủ đô xã hội chủ nghĩa hình mẫu của thế giới. Liệu đây là một sự thiếu hiểu biết hay là một sự lừa đảo mới? Thưa quý vị, vừa rồi là phần bình luận với tựa đề Nhìn sang các nước cộng sản anh em. Bài viết do JB Nguyễn Hữu Vinh biên soạn, Quang Trường trình bày. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong phần bình luận lần tới. Xin kính chào.